chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay S100 độ nhiều món đồ chơi giá trị gây mê hoặc người xem. Sau nhiều năm sử dụng, chủ nhân của chiếc Honda Quay S100 tại Thái Lan đã định nâng cấp con chiến mã của mình với hàng loạt đồ chơi cực chất đến từ các hiệu nổi tiếng như Rainbow, Holden, với mục đích là cho người xem cái nhìn mới lạ về cái mẫu xe phổ thông hiện thời này. Thời gian dài cũng được tu sửa lại, đặc biệt là phần dàn áo trở nên hấp dẫn hơn, trẻ trung, cái được sơn là cái màu xanh dương. Đi cùng đó là những món đồ chơi kiện có giá trị cao được các thành xe một cách thẩm mỹ, đem lại các phần hiệu năng cũng như hướng đến phong cách kiện cho xe. Phía trước với chiếc đèn sim được đầu lại hai quả led xenon cho ánh sáng mạnh và trợ lực hơn và rực rỡ hơn khi vào đêm. Cánh phải với cụm thắng Rainbow đi cùng với bình dầu liền. Để gắn hoàn chỉnh phải quét của phần giữa và bao tay domino cản đơn tăng thêm cái độ bám đường cho tay. Rổ trước được hò lên titan đẹp. Đồng hồ ta thấy trong góc này là cái Casio ASM được chế bởi lại. Mặt đồng hồ cái dạng tô cơ với chức năng còn lại thông qua cái màn hình là LCD nhỏ. Phía ngoài nhựa nhám được ốp một cái carbon bơ cực đẹp. Cánh trái với cửa cụm công tắc domino và phải là cụm tăng tốc với hành trình gian được ngút có đáng kể giúp chiếc xe tốc nhanh hơn. Trang chân mỏng manh đầy gợi cảm, liền nhôm ốc ánh rất sắc vàng, việc cho tốc cũng nhanh hơn, cho trọng lượng cũng giảm đáng kể. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh với đĩa Nissin kết hợp cùng hệ Rainbow qua các sự hỗ trợ của phát nhôm CC và từ máy. Dây chi tiết được cấu tạo từ titan mang cái sự đẳng cấp khác biệt như ống thông nhớt, cổ bồ, chân chống vân. Hệ thống cái giảm lốp sau Wide SS đi cùng với bình dầu đáp ứng rất tốt được những nghe hợp lý, mang cả sự êm ái cho người ngồi. Đi cùng đó là cấp nhôm, đi cùng với bộ cấp nuôi resin nhôm cực đẹp. Bản đồ để lại nhiều cái cảm xúc cho người xem. Quay RX với những đẳng cấp đáng giá để mang trên mình cái nhìn hấp dẫn lâu cuốn hơn. Một biker ở Gia Lai đã chia ra một khoản tiền là nho nhỏ để trang bị hàng loạt đồ chơi kiển quen thuộc bắt mắt người xem. Để hiểu rõ hơn về bản đồ này, chúng ta cùng xem qua cái chiếc quay RX125 độ kiển bên dưới đây. Xem qua tổng thể, thấy con chiến mã khoác trên mình một chiếc áo mang cái gam màu trắng toát lên từ sang trọng tinh tế. Đi cùng đó là những món đồ chơi giá trị được các thân xe một khách thẩm mỹ, đem cái phần hiệu năng ổn định cũng như cái sự hầm hổ cứng cấp cho xe. Hai tấm cái giảm sóc phía sau đồ chơi đi cùng với bình dầu. Đây là món đồ chơi kiện có giá trị, nó giúp cho cái phần nào chiếc xe được cân bằng hơn. Tuy phục lò xo cái rước bơm xin mang lại cái sự cứng cấp. Bình dầu hỗ trợ cái sự êm ái hợp lý cho mọi địa hình. Lốc máy tạo điểm nhấn với vương niệm vàng, bộ nhông sinh đĩa ống ánh sắc vàng cực đẹp. Chàng trinh trở nên hấp dẫn hơn cho mắt người xem với cái mâm chai Jet. Để các lên xe hoàn chỉnh bắt buộc phải trải qua nhiều công đoạn. Hệ thống phanh có cái sự thay đổi nhẹ với đĩa cover đi cùng cái lồng nhôm CC. Và cái sự đặc biệt của nó là cái phanh sau là đùm đã được đổ lên thành đĩa, giúp kiểm soát tốt hơn cũng như cho cái nhìn hầm hố từ phía sau. Cảm ơn các bạn theo dõi video này và trực tiếp nhớ like, subscribe.